mở heo bẩn và hành trình biến thành nhân bánh trung thu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 8, trạm kiểm dịch động vật xuân nghiệp chốt tại cửa ngõ quốc lộ 1 ca hướng từ Đồng Nai, Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh được sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông Bình Triệu phối hợp chặn xe tải biển kiểm soát 60C17839 do tài xế Nguyễn Trung Ca, 40 tuổi, điều khiển. Yêu cầu mở thùng xe kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện bên trong là hàng loạt bột ni lông chứa lượng da, phụ phẩm heo khủng bảo quản không đúng quy định. Ngoài ra, còn một lượng lớn mỡ vương vải cấp sàn xe, dịch trĩ từ các sản phẩm động vật này cùng với máu đỏ lên láng cấp sàn bốc mùi khó chịu. Trong đó đáng chú ý là nhiều mảnh da heo còn nguyên lông. Khai phía trạm kiểm dịch động vật, xu nghiệp, tài xế khẳng định số hàng được vận chuyển từ Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thức ăn cho cá và gia súc. Tuy nhiên, đây là cách đách luật quen thuộc của dân buôn sản phẩm động vật trái phép. Theo các cán bộ thú y, chỉ cần lọt trạm số hàng này sẽ vào nội thành và được sử dụng làm mỡ nước, bì. Riêng trong thời điểm sốt bánh trung thu, mà càng trên lại càng được đầu mối ưu tiên cung cấp cho các cơ sở sản xuất không phép loại bánh này. Nguyên nhân theo phóng viên được biết là do giá mối cho các cơ sở làm bánh cao hơn. Từ một đầu mối tâm tin, xin dấu tên, chuyên sản xuất bánh trung thu, phóng viên được biết trước đây vào mùa, mỗi cơ sở thu lợi nhuận rất lớn. Đây là nghề có tiếng một vốn bốn lời, song những năm trở lại đây, nhiều người biết được món lời này nên nhảy vào đầu tư sản xuất. Khi cạnh tranh dữ dội, miếng bánh bị chi nhỏ, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, trái phép đã dùng cách sử dụng nguyên liệu giá cực rẻ để sản xuất, hồng tối đa lợi nhuận. Trong đó đặc biệt là bì, mỡ và thịt heo vụn được các đầu mối thu mua ở các thủ phủ giết mổ heo tại Đồng Nai và vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, tại các lò giết mổ, giá của những loại phụ phẩm này là siêu rẻ, Thông thường các thương lái từ mua chỉ chừng vài chục nghìn đồng trên 1 kg, sau chặn đường khoảng 30 đến 60 km, vượt trạm kiểm dịch với lực lượng khá mỏng tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, hàng trúc lọt vào nội thành thì giá vọt lên hơn 100 000 đồng trên 1 kg. Với lô hàng hơn 1 tấn, khoản lợi nhuận là đáng mơ ước. Theo một nhân viên có thâm niên, công tác trong lĩnh vực thú y, trong trường hợp lọt trạm, hàng sẽ chuyển vào nội thành cho các đầu mối. Những người này sẽ tập kết và giao cho những chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu có nhu cầu hàng sau khi đưa về sẽ được lóc những phần nạc giam để riêng, phần mỡ cũng được tách khỏi da. Qua sơ chế, các loại này sẽ được trộn chung và hỗn hợp các nguyên liệu khác như hạt, bột để thành nhân bánh trung thu. Khi bánh đã hoàn thiện vào đa thị trường, dấu vết cẩn nhận loại nguyên liệu bẩn, đặc biệt trong đó là phụ phẩm heo, đã biến mất. Sẽ có nhiều người khi tưởng thức miếng bánh thơm ngon, có thể hình dung được trước đó, nhân bánh có nguồn gốc như thế nào. Một cán bộ thú y từng tìm về tận các cơ sở giết mổ ở Đồng Nai chia sẻ, những phụ phẩm này được thương lái thu gom rất dễ dàng với giá siêu rẻ. Họ từng bỏ vào bao ni lông, bao bố hoặc quẳng trực tiếp lên sàn nhà, ngụy trang sơ sài bên ngoài để tránh lực lượng thú y kiểm tra. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển rất lọt vào nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, hàng tập kết sẽ có những đầu mối khác nhận hàng và phân phối. Hiện nay với một mạng lưới đông đảo tài xế tham gia vận chuyển mặt hàng này, việc chặn bắt là cực có. Chỉ cần đoàn kiểm tra xuất hiện ngoài đường, chừng 5 đến 10 phút sau, thông tin đã cập nhật cho tất cả tài xế. Một cán bộ chia sẻ có lúc mình vừa tập kết ngoài đường thì điện thoại đổ chuông là một anh tài xế bị chặn bắt trước đây gọi. Anh ta đang chạy xe cách đó hơn 100 km, hỏi có phải mình đang đứng tại kiểm đó không, vị trí đó không. Mình bất ngờ hỏi lại vì sao biết, anh ta cười ha hả bảo là tụi em ai cũng nắm hết rồi anh ơi để xác thực thông tin da mỡ heo bẩn cấp tập về thành phố Hồ Chí Minh vào mùa trung thu, phóng viên Tiếp Thị và đời sống đã tìm đến các trạm kiểm dịch động vật thuộc chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu khi đặt vấn đề về phụ phẩm heo như da bởi giai đoạn này đang tuồn vào nội thành sẽ tăng bất thường, nhiều cán bộ trạm kiểm dịch động vật cho hay họ không để ý. Sau khi kiểm tra lại danh mục thống kê của những vụ chẳng bắt trong tháng 7 và tháng 8, đều phát hiện hàng loạt vụ việc đúng với phán đoán của phóng viên. Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp nằm trên quốc lộ 1K, đây là một ngã đường nhỏ, nên thông thường số lượt chẳng bắt không nhiều, song chỉ trong tháng 8 đã bắt được gần 2 tấn phụ phẩm. Lãnh đạo trạm này cho biết, tính từ đầu tháng 8 đã chặn bắt 4 vụ, trong đó hai vụ vận chuyển bằng xe máy chở tổng cộng 200 kg mỡ bẩn, một vụ khác 299 kg thịt heo pha lóc. Đặc biệt là vụ chặn xe tải mới đây phát hiện 1,3 tấn phụ phạm da mỡ bẩn, tổng số lượng gần 1,8 tấn. Tại trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức trong tháng 7 và tháng 8, phát hiện xe khách biển kiểm soát 78B00289 chở 778 mỡ heo trái phép. Số hàng này được chất trong thùng xe, không đảm bảo yêu cầu bảo quản. Lúc phát hiện đã bốc mùi hơi thối, khó chịu. Tiếp sau đó phát hiện 180 kg mỡ heo tương tự trên xe khách biển kiểm soát 72M6767. Tại trạm này, số lượng bị bắt là gần 1 tấn. Trạm thú y Bình Chánh cũng phát hiện và chặn bắt 166 kg da heo. Phóng viên tổng hợp từ thông tin công bố trên website của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh chỉ riêng trong tháng 7 tháng 8 trên địa bàn thành phố đã chặn bắt hơn 4 tấn vụ phẩm heo, đặc biệt là da và mỡ bẩn. Như trường hợp tài xế Nguyễn Trung Ca vận chuyển 1,3 tấn da mỡ heo bị phát hiện mới đây, tổng mức phạt là trên 10 triệu đồng, trong đó vận chuyển phụ phẩm động vật không nguồn gốc là 3,5 triệu đồng, vận chuyển sai quy định bảo quản là 1,250 triệu đồng. Ngoài ra, phí thiêu hủy lô hàng hơn 7 triệu đồng, đặt vấn đề với các cán bộ trạm kiểm dịch động vật. Việc vừa mất hàng vừa tổn thất lớn như vậy, tại sao tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn? Một lãnh đạo trạm chia sẻ, nếu chỉ nhìn một vụ bị bắt thì dễ tưởng rằng thiệt hại của các đối tượng buôn bán trái phép là lớn, song xét trên tổng thể thì nếu có bị bắt thêm vài vụ nữa vẫn không ăn nhầm. Lý do là bởi lợi nhuận mặt hàng này là rất lớn, với những khó khăn chưa được tháo gỡ trong công tác tuần tra, kiểm tra và chặn bắt thực phẩm bẩn hiện nay, thực tế là số lượng bị bắt chỉ chiếm một phần nhỏ. Hàng năm, các đoàn liên ngành kiểm tra độc xuất những cơ sở sản xuất bánh trung thu vẫn liên tục phát hiện nhiều sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong đó là sử dụng nguyên liệu không an toàn, hóa chất bảo quản cấm trong quá trình làm bánh.